Mira. Aquí de arriba. Đi đứng lại là đi đứng lại. Đứng lại cũng kiểm tra được nè. Đứng lại nha. Cả đứng lại nha. Đầu ra. Đứng lại. Người ta đi. Đứng lại đẹp không nhỉ? Ừ. Đứng lại đẹp không nhỉ? Taxi à? Ừ. Taxi à? Ừ, taxi. Ủa cái này dừng lại rồi. Đi thôi. Ủa, có ô tô kìa. Ừ, ô tô. Ô tô đứng lại. Đứng lại cho người ta đi. Đứng yên cho người ta đi. Đứng yên cho người ta đi. Em đi chạy nhanh đó. Ở chỗ này nhá. Ừ, mình đi qua ô tô này. Đi sang bên này. Bên này là bên đường của mình. Bên Nhật thì ta đi bên trái. Bên này nữa. Ừ, kệ. Kệ ta. Đi ô tô trước mặt nhá, để ý nhá. Camera để những người như ai đến muốn đưa hàng thì bấm đấy là trong nhà ta nhìn ra biết là ai, có phải là người giao hàng hay không, có phải người quen hay không. Nếu mà không phải người quen mà không phải người giao hàng ấy thì người ta không mở cửa. Camera mà mục đích là để biết là những người tiếng bấm cửa ngoài là ai. Ba đứng lại nhìn có xe ô tô đi qua không đi nào. Không đi được xẹp chứ cả. Nó hơi tí cái sạc à. Nhìn lâu nhiều ngày thì nó còn xẹp đấy. Sao vậy? Nó không có cái sạc.
chưa thì sẽ không học. Móp rồi thì em bé rồi rồi. Hả? Không, của em cũng bị bé rồi. Đúng không? Bị bé đâu, đầu cũng chưa đầu của con như vậy sao? Đúng nhau đấy, cái đều bị đẹp hết. Nhìn cảm giác thôi. Đi sang đường góc. Ô tô đang đi lên này. Không, xe đã. Ta đứng lại. Mở cửa với mình, mở cửa chứ. Đó là cái video Tín ơi dừng lại thôi, có ô tô đi qua đấy. Đi đi. Dưới kia cái đường 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 kia nó có ô tô đi qua nên đi từ từ thôi, kiểm tra nhá. Tôi đây này. Đó. Đó. Giờ đây. Đi đây làm gì? Sang kia rồi. Bây giờ có mưa đâu. Để sang không. Đó không nhìn thấy thôi. Lần thứ một, lần thứ hai con bị một đàn sông phi vào đốt cho lúa bàn chân miệng ơi. Cho gì? Chết thay. Tin ra đây. Tin ra đây. Tin ra ra đây. Tay lưng lại. Hai tay lên cao lên đầu. Quay lại, quay người lại. Quay lưng lại. Quay người lại. Cho tay cao lên đầu. Đi qua chịt đó. Bố không cả. Bố không cả. Bố bị mùi rất đủ kêu. À, em rồi, rồi. Đừng xịt vào tay, xịt vào mắt. Sao? Xịt thì em nó chạy quay lại, cửa mắt rồi sao? Nhìn đi. Tiến chân thế nào? Giờ đi. Chờ xuống đi. Ôi dạ. Dễ trượt nhỉ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì rơi đấy? Ôi dạ hả? Sao con ném về à? Không.
Thôi cái này là chơi chung mà con. Thôi bắt chưa tí. Hay cầm thế nào làm mất màn hình nữa rồi. Leo 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 anh đừng dắt. Thoát không được dắt đâu. Bố cầm rồi. Con chơi đi, bố cầm rồi. Bố cầm hột rồi. Con chơi đi. Bỏ lên tụt đi. Thì này sao con lại đánh em? Anh chị xin lỗi em đi. Thế con tụt đi chưa hết đâu. Thả xuống đi con. Tí đây từ từ cho em xuống. Không. Xô cho ngã đấy nhá. Tin ơi. Tin. Nhường em, hai anh em nhà này. Tin. Gì gì nhá? Không. Gì gì thôi, gì thôi. Cái con này chết. Thôi, hòa rồi. Còn đối với em thằng kia nữa. Thôi. Hòa rồi. Bật hòa rồi cơ mà. Tin. Chưa hòa. Con rồi, con hòa rồi. Để nhanh tí nữa không mưa. Chẳng có mưa đâu nhỉ. Mưa rồi nhà mình mà. Đâu? Để nhanh lên không bị mưa. Ôi đấy đi. Cái này nói chuyện gì? Đâu chẳng mưa đâu. Bắt đầu trâu vừa nơi đen không, đó. Không, giờ tụt mưa đốt. Bây giờ có đen đâu nhỉ? Bây giờ có đen đâu nhỉ? Đen chỗ nào nhỉ? Không bắt đầu trâu trâu. Nhìn mưa thật đấy, vừa đó. Cầu tụt mưa. Mai. Con nhìn thấy trời mưa kia không khó. Đen đen thì cả mây đen đấy, mưa đấy, sắp mưa rồi đấy. Gió mát như này, sắp mưa rồi đấy. Đằng kia đâu. Sắp mưa đằng kia rồi kìa.
chuẩn bị lên con dốc nữa cơ. Kệ nó. Xin lưng bạn lên. Thế rồi tin để cho bố nào. Hả? Hai đây vậy. Mình phải tăng cấp sức mạnh này. Mình phải tăng cấp sức mạnh này. Bình thường thôi. Mệt quá. Mày không kịp rồi. Mày điên. Không sao kịp, mình tính đi. Sao mà không sao? Không sao, giờ gần đến nhà mình rồi. À. Thế đường bằng có đẩy cho bố? Không, bố đẩy đi. Đẩy đi bố. Mây đen với cả mây trắng. Đẩy cho bố. Mây đen với cả mây đen với cả mây trắng quá, nghĩa là từ Việt Nam khoảng qua 2 phút mặt trời lặn xuống từ Nhật Bản thì đít mặt trời sẽ chiếu về Việt Nam, và khi Việt Nam bắt đầu tối có nghĩa mặt trời lặn xuống rồi, có nghĩa là Nhật Bản đang sáng lên mất. Hơi đúng.